Thưa quý vị, vụ cháy chung cư mini ngày 12 tháng 9 vừa qua một lần nữa gióng lên hồi chuông báo động về an toàn phòng chống cháy nổ cho người dân đang sống tại các chung cư. Sau đây, mời quý vị cùng chúng tôi nhìn lại những vụ cháy chung cư gây thiệt hại lớn về người và tài sản tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2010 đến nay. Mười bảy giờ ba mươi ngày 10 tháng 3 năm 2010, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại tòa chung cư GSC 34, ngõ 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Nguyên nhân vụ cháy được xác định là do lửa bùng phát tại tầng 1. Vụ cháy khiến hai mẹ con ở tầng 18 tử vong do ngạt khói. Tối ngày 3 tháng 10 năm 2012, cháy xảy ra tại tầng 4 lô C chung cư Phúc Thịnh trên đường Cao Đạt, phường 1, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Cảnh sát đã đưa 36 người ra ngoài trong tình trạng ngạt khói, không có thiệt hại về người. 19 giờ ngày 11 tháng 1 năm 2015 xảy ra cháy tại chung cư CT4A, khu đô thị Sala Hà Đông, thành phố Hà Nội. Nguyên nhân của vụ cháy do sự cố ở bốt điện dưới tầng hầm. Vụ cháy khiến 10 người bị thương, thiêu cháy 45 xe đạp và 200 xe máy bị hư hỏng. 1 giờ 30 ngày 23 tháng 3 năm 2018, hỏa hoạn xảy ra tại chung cư Carina Plaza, phường 16, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Nguyên nhân vụ cháy được xác định từ một phương tiện dưới tầng hầm. Vụ cháy khiến 13 người thiệt mạng và 60 người bị thương. 4 giờ 15 phút ngày 23 tháng 3 năm 2022, cháy xảy ra tại căn hộ chung cư Carillon 5, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Vụ cháy khiến 2 người tử vong do rơi từ tầng 10 của chung cư xuống đất. Và gần đây nhất, 23 giờ 50 phút ngày 12 tháng 9 năm 2023, nguyên nhân ban đầu được xác định do chập điện tòa chung cư mini 9 tầng số 37, ngách 29 trên 70 phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân bùng cháy dữ dội. 56 người chết, 37 người bị thương. Con số thương vong còn có thể tiếp tục tăng. Điểm qua một số vụ cháy chung cư có thể thấy rõ hai nguyên nhân chính, đó là chất lượng xây dựng và vận hành tòa nhà, ban quản lý tòa nhà và ý thức của cư dân sống tại chung cư. Do vậy, dù các vụ cháy chung cư không xảy ra nhiều, thế nhưng các cư dân chung cư vẫn không được chủ quan. Mỗi người cần nâng cao ý thức, chấp hành nội quy chung cư về phòng nguy cơ cháy nổ, bảo đảm an toàn cho mình và những cư dân khác.